Hello, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Ichimoku Club và quay trở lại với video phân tích thị trường sau phiên giao dịch ngày 11 tháng 3 cùng với Aman. Chúc anh chị có một buổi chiều thật là vui vẻ, thật là thoải mái và hy vọng là những cái chia sẻ của Aman sẽ mang đến những cái góc nhìn nó sát nhất với thị trường và giúp cho anh chị có những cái kế hoạch giao dịch nó hiệu quả nhất và an toàn nhất với danh mục của anh chị nha. Anh chị đang theo dõi video thì cố gắng ủng hộ cho Aman những cái lượt like cũng như là những cái trái tim màu tím anh chị nhé, để tăng cái tương tác cho video này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường có một cái phiên giao dịch giảm điểm cũng tương đối là mạnh, đúng không ạ? Đó. VN-Index của chúng ta ngày hôm nay thì kết phiên giảm 11,86 điểm, đóng cửa mức là 1.235,49 điểm. Chúng ta chỉ có 106 mã tăng thôi và 392 mã giảm anh chị nha. VN30 thì giảm mạnh hơn, giảm 15,08 điểm. Chúng ta có 3 mã tăng và 25 mã giảm thôi. Đó, thì các cái cổ phiếu tác động mạnh tới thị trường ở chiều tăng, chúng ta có GVR, có FRT, PNG, CTR, Vinamilk, EIB và một vài cổ phiếu khác. Ở chiều ngược lại, chiều giảm thì chúng ta thấy là Vietcombank này, GAS, VPBank, BID, MBB, Hòa Phát, BCM, Techcom đều là những cái cổ phiếu mà vốn hóa lớn, đúng không ạ? Nó làm cho thị trường ta giảm điểm tương đối mạnh ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì anh chị thấy là thanh khoản của chúng ta thì tiếp tục duy trì ở mức khá là cao anh chị nha. 26.600 tỷ. Đó, khối lượng giao dịch đạt được 1 tỷ 113 triệu cổ phiếu ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tiếp tục là một phiên giao dịch tỷ đô anh chị nhá. Mặc dù là có thấp hơn các phiên giao dịch trước, đúng không? Có thấp hơn các phiên giao dịch trước nhưng mà vẫn là một phiên thanh khoản tương đối cao. Và anh chị thấy không ạ? Đặc biệt buổi chiều này, đúng không? Khoảng từ 2 giờ trở đi, đúng không? 2 giờ gần 2 rưỡi, thanh khoản nó tăng tương đối mạnh. Và đây là cái thời điểm mà VN-Index đang giảm mạnh hơn, đúng không ạ? Đây là cái thời điểm mà VN-Index giảm mạnh hơn anh chị nha. Cho nên là nó cũng là một cái để anh chị lưu ý và thận trọng hơn một chút anh chị nhá. Ngày hôm nay thì khối ngoại mua dòng anh chị nhá, mua dòng 247 tỷ. Đó, mua FRT, mua EIB, VIX, đó, rồi FTS này, Hòa Phát, VPI, Dabaco, KDH, Vinhome. Đấy là những cổ phiếu mà khối ngoại mua. Chiều bán thì bán KBC, bán Masan, SAP, PVD, VPBank và một vài cổ phiếu khác. Đó, thì nhìn chung là cái động thái của khối ngoại thì ngày hôm nay có cái sự tích cực hơn một chút, đúng không? Nhưng mà tổng kết lại phiên giao dịch ngày hôm nay thì tiếp tục là một phiên giao dịch nó mang tính tiêu cực hơn cho thị trường ở trong ngắn hạn anh chị nha, tiêu cực hơn cho thị trường trong ngắn hạn đó. Và tiêu cực như thế nào, cái kịch bản của VN-Index ở trong phiên ngày mai thế nào, và cái kế hoạch, cái hành động của anh chị chúng ta nên làm gì ở trong phiên giao dịch ngày mai và các phiên giao dịch sắp tới, thì chúng ta sẽ cùng đi qua phần thứ hai, phần nhận định thị trường anh chị nhá, nhận định thị trường và đưa ra các cái kế hoạch, các cái kịch bản dành cho anh chị nhà đầu tư. Đó, thì anh chị đang theo dõi buổi live, đang theo dõi video mà chưa like và chưa thả tim thì cố gắng ủng hộ cho em An những cái lượt like cũng như là những cái trái tim màu tím anh chị nhá. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, thị trường chúng ta thì phiên ngày hôm nay đây cũng vẫn là một cái phiên giảm điểm khá mạnh, đúng không ạ? Và anh chị lưu ý là cái tín hiệu phân kỳ của chúng ta vẫn đang duy trì, thì chúng ta cũng sẽ không nói lại quá nhiều nữa. Cái tín hiệu phân kỳ đây vẫn duy trì và cái target của chúng ta sẽ vẫn là vùng 1160 đến vùng 1180. Đó là cái target của nhịp điều chỉnh này anh chị nhá. Thì anh chị nhớ lưu ý một chút. Nhưng mà ở trong ngắn hạn, đúng không ạ? Ở trong những cái nhịp mà thị trường có những cái nhịp giảm lớn, đúng không? Những cái nhịp giảm mạnh thì nó sẽ có những cái nhịp hồi. Đó, nó sẽ có những cái nhịp hồi trong ngắn hạn. Thì việc chúng ta bây giờ ta sẽ đi phân tích cái nhịp hồi này. Đó, để đưa ra những cái hành động dành cho anh chị nhà đầu tư nếu mà anh chị đang kẹp hàng. Đó, anh chị nhá. Thì ở trong ngắn hạn anh chị thấy là chúng ta đã chia sẻ cái vùng hỗ trợ 1244. Đúng không? 1244 đây là một cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh trong ngắn hạn. Đó, thì nó về những vùng này sau đấy nó cũng có những sự phản ứng nhất định đây. Đó, sau đó đến cuối phiên thì bắt đầu cái áp lực bán mạnh hơn thì bắt đầu nó mới gãy. Đó, và hiện tại thì chúng ta đã có một cây nến gãy vùng 1244 rồi anh chị nha. Đó, nhưng mà mọi người lưu ý là với cái cây nến ngày hôm nay ấy, thì hai kiếm TK Kizun nó cũng đã tách ra rồi. 2 4 5 6 7
8, 9. Đó, thì trong những phiên tới, anh nhìn nhá, thì khi mà VN-Index nó không phá đáy, anh nhìn nhá, chỉ cần VN-Index không phá đáy thôi, thì chúng ta sẽ có tín hiệu mở khách sạn. Đó, ở trong phiên ngày mai, thì cứ xem cây nến 1 giờ, cây nến nào mà không phá đáy, anh nhìn nhá, thì lúc đấy là chúng ta sẽ có tín hiệu mở khách sạn. Đó, đấy là thứ nhất. Thứ hai là hiện tại thì anh chị thấy là VN-Index chúng ta đang vừa mới phá vỡ một cái vùng hỗ trợ giao găm tương đối mạnh. Thì thường, anh chị nhá, thường khi mà phá vỡ vùng giao găm này thì chúng ta sẽ có những nhịp hồi lên. Đó, chúng ta sẽ có những cái nhịp hồi lên. Đó, rồi sau đấy thì có thể nếu mà giảm thì nó mới thảm tiếp. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là ở trong phiên ngày mai thì chúng ta sẽ có những kịch bản trong ngắn hạn như sau. Thứ nhất là một cái kịch bản là VN-Index hồi phục lên vùng 1244. Anh nhá, hồi phục lên vùng 1244. Thì nếu như anh chị mà đang bị kẹp hàng với tỷ trọng cao, với tỷ trọng lớn, thậm chí đang dùng margin, thì em nghĩ là anh chị nên cân nhắc hạ bớt. Anh nhìn nhá, nên cân nhắc hạ bớt, đưa cái danh mục của mình về cái mức an toàn. Đó, về cái mức an toàn anh chị nhá. Bởi vì là chúng ta có một cái xác suất cũng khá là cao phá vỡ giao găm nó quay lại test, sau đấy mới tiếp tục điều chỉnh tiếp anh nhìn nhá. Đấy, còn một cái trường hợp nữa, khi mà quay lại test vùng này mà nó vượt được, anh nhá, vượt được cái vùng 1244. Đó, vượt được vùng này thì nó sẽ hướng tới vùng 1254. Cái vùng cân bằng ở trong khung ngắn hạn bây giờ nó rời xuống 1254 rồi. Đó, và sau đó thì đang là nó sẽ có nhịp quay trở lại. Nhìn nhá, quay trở lại. Và lúc đấy chúng ta sẽ quan sát xem nó phản ứng với cái vùng 1244 này như thế nào. Đó, anh nhìn nhá. Thì đấy là cái kịch bản thứ nhất. Nó là cái kịch bản mà VN-Index sẽ hồi về giao găm. Thì anh chị lưu ý là tỷ trọng cao thì nên hạ bớt. Anh nhá, mọi người lưu ý giúp em. Đó, đưa cái tài khoản về cái mức cân đối, về cái mức an toàn. Đó, để chúng ta có thể là có cái sức mua nếu như mà VN-Index tiếp tục giảm tiếp. Đúng không? Chúng ta ở trong cái quá trình đầu tư ấy, thì anh chị luôn luôn phải có những cái sự tính toán đến những cái trường hợp mà nó không được thuận lợi. Đó, anh chị nhá, để chúng ta còn chuẩn bị. Thị trường tài chính nó là một thị trường mà có sự rủi ro và có những cái diễn biến rất là bất ngờ. Đúng không? Đó, cho nên chúng ta luôn luôn phải có cái phòng ngừa anh chị nhá. Đó, thì đấy là kịch bản thứ nhất. Còn kịch bản thứ hai, ngày mai mà nó không hồi lên nhá. Ngày mai nó không hồi lên thì mà nó có những nhịp đạp tiếp. Đó, đạp tiếp, thậm chí đạp về vùng 1218, 1220 luôn. Anh chị nhá. Đó, thì cái lúc này nếu như anh chị đang cầm hàng thì cố gắng là kiên nhẫn thêm một chút. Anh chị nhá, nếu mà anh chị cầm hàng thì cố gắng kiên nhẫn thêm một chút về cái vùng 1218, 1220 này này. Thì cái xác suất hồi lên của nó cực kỳ cao. Đó, xác suất hồi lên của nó cực kỳ cao. Anh nhìn nhá. Chúng ta có cái xác suất hồi lên ở những vùng này đâu đó khoảng tầm 6-70%. Với một cái vùng giao găm tương đối mạnh, giao găm 129 tương đối mạnh trong khung H1. Đó, thì em nghĩ là nhịp hồi này thì ít nhất nó sẽ có những cái cơ hội để cho anh chị có thể là đánh lên cái vùng 1244, tức là cái vùng giao găm bên trên này. Đó, anh nhìn nhá. Thì khi mà về vùng này thì anh chị có hàng cố gắng cầm thêm một chút. Chúng ta chờ đợi những nhịp hồi phục lên những vùng trên 1244 thì lúc đấy là chúng ta cơ cấu. Anh chị nhá, cơ cấu. Đó, bán hoặc là hạ bớt như thế nào đấy thì nó sẽ tùy thuộc cái danh mục của anh chị. Nó sẽ tùy thuộc cái cơ cấu danh mục của anh chị và cái vị thế của anh chị đang nắm giữ. Đúng không ạ? Đó, thì nếu như anh chị cần hỗ trợ thêm thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với em An để em sẽ hỗ trợ anh chị trên chính cái danh mục của anh chị thì nó sẽ sát hơn. Đúng không? Đó, nhưng về cơ bản thì như vậy anh chị nhá. Về cơ bản những nhịp hồi lên như này thì anh chị để cho anh chị cơ cấu. Đó, thì tránh những trường hợp mà nó đạt mạnh mà chúng ta lại cũng hoảng loạn bán theo thị trường. Đúng không? Những nhịp như này thì anh chị nhà đầu tư khác nó sẽ tương đối hoảng loạn. Nhưng mà chúng ta có những công cụ để chúng ta phân tích, để chúng ta cùng đồng hành với nhau thì chúng ta biết được rằng là cái vùng 1218 này nó là vùng giao găm. Đó, thì đây về cái vùng này thì cơ hội hồi lên cực kỳ cao. Đó, thì chúng ta tránh trường hợp là bán ngay ở giao găm bên dưới này mà chúng ta đợi lên giao găm bên trên chúng ta hãy bán. Anh chị nha, đó thì lên vùng đấy là cơ cấu bán bớt, hạ bớt hoặc là thoát cái đấy thì sẽ tùy cái danh mục của anh chị nha. Đó, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em An để em hỗ trợ thêm. Còn đấy là dành cho các anh chị mà đang kẹp hàng. Còn anh chị mà đang cầm tiền, đúng không? Đó, như anh chị biết là anh chị mà đồng hành cùng em An hoặc là anh chị chỉ cần theo dõi livestream của em An thôi thì chắc chắn là anh chị đã hạ được từ rất lâu rồi. Hạ được tỷ trọng từ rất là lâu rồi. Anh chị nha, từ cuối tháng 2 đầu tháng 3 cơ. Đúng không? Thì anh chị mà đang cầm tiền thì khi VN-Index về vùng 1218, 1220, anh chị có thể đánh một cái nhịp T cộng. Anh nhìn nhá, anh chị có thể đánh một cái nhịp T cộng.
với tỷ trọng khoảng tầm 30% đến 50% danh mục, đến 50% cái NAV. Anh nhỉ, 30% đến tối đa là 50% thôi. Đó, anh chị nhá, mọi người lưu ý cái vấn đề này. Đó, hoặc là kể cả anh chị mà đang cầm năm, có tức là cầm một phần cổ phiếu, một phần tiền hoặc tiền mặt nha, thì nếu như nó về những vùng này, anh chị cũng hoàn toàn có thể là mua cân giá luôn với những cái cổ phiếu mà anh chị đang cầm ở trong danh mục đó, để chúng ta lướt T0, T1 hoặc thậm chí là T2.5, T3 đó, nhưng mà lướt lát trên cái phần tiền mặt của mình anh chị nhá. Tức là ví dụ mà anh chị đang cầm 50% cổ phiếu, 50% tiền, thì VN-Index nó về 1218, anh chị có thể mua thêm 50% đấy để chuyển sang trạng thái là full hàng đó, và khi nó hồi phục lên vùng bên trên này thì anh chị hạ cái lượng hàng mà anh chị mua thêm ra, lại đưa cái tài khoản về mức 50% tiền, 50% cổ phiếu đó. Anh chị nhá, mọi người lưu ý cái vấn đề mà lướt lát cân giá đấy đó, nếu mà đấy là dành cho anh chị mà đang cầm một phần hàng, một phần tiền, thì cũng có thể là đánh theo phương án như vậy anh chị nhá. Nhưng mà lưu ý giúp em, đây là cái nhịp chúng ta đánh T cộng thôi đó, kể cả anh chị mua mới hay là mua để xác định là lướt T0, T1 đúng không, thì phải chuẩn bị trước cái tâm lý là đây là những nhịp chúng ta mua trong T cộng nhá. Đó, còn cái khả năng cực kỳ cao đúng không, một cái khả năng cực kỳ cao là có nhịp hồi phục lên đây nó, rồi nó sẽ tiếp tục giảm đó anh chị nhá, rồi nó sẽ tiếp tục giảm, bởi vì cái target của nhịp hồi phục cái target của tín hiệu phân kỳ này chúng ta vẫn đang đợi ở vùng 1160 đến vùng 1180 đúng không. Nếu đúng cái target của tín hiệu phân kỳ đúng không ạ, thì nó sẽ vẫn là những vùng bên dưới này, 1160 đến vùng 1180, đấy mới là cái vùng để anh chị mua và nắm giữ cho cái nhịp trung hạn, và đấy sẽ là một cái cơ hội cực kỳ lớn cho anh chị nếu như nó đi đúng kịch bản này anh chị nhá. Cho nên mọi người chuẩn bị, đầu tiên chuẩn bị trước tâm lý, thứ hai chuẩn bị tiền đó, để khi cơ hội đến thì chúng ta sẽ nắm bắt đó anh chị nhá. Khi cơ hội đến thì chúng ta nắm bắt, như anh chị thấy không ạ, là ở trong room của em thì em vẫn nói mọi người rồi, ngon từ những cái giai đoạn cuối tháng 2 rồi, cuối tháng 2 chúng ta bắt đầu bán rồi, những cái cổ phiếu vị thế không tốt chúng ta bắt đầu bán rồi đúng không ạ. Cái này thì em cũng chia sẻ với anh chị rất là nhiều rồi, và trong mỗi cái bản tin thị trường, cập nhật thị trường, thì em đều nói mọi người là chúng ta đang có tín hiệu phân kỳ, nó xác nhận rồi đúng không, và rủi ro đang có thì chúng ta cân nhắc hạ bớt cái danh mục đã. Những cái cổ phiếu mà vị thế không được tốt, trend không đẹp thì chúng ta sẽ thoát đó, chúng ta sẽ thoát và chờ đợi cái nhịp đánh mới đúng không, chỉ giữ lại một vài cổ phiếu là có trend tốt thôi. Anh chị thấy không, PVT này ngày 29 tháng 2 đã chấp nhận bán hòa rồi này đúng không, mua 264, 268 này, bán 268 đúng không. Rồi mọi người nhìn lại, luôn luôn nhắc anh chị là nhịp này thị trường lên hưng phấn quá, vẫn còn nguy cơ phân kỳ đúng không, nếu tín hiệu này xác nhận thì sẽ về 1150 đúng không, nên sẽ hạ bớt các mã biên độ lợi nhuận thấp, đợi nhịp chỉnh chúng ta vào lại sau đúng không. Đó, các mã vào trend thì chúng ta sẽ chỉ sẽ không bán hoặc là chỉ bán hạ một nửa thôi đó. Đây đó, cái target trước đó chia sẻ anh chị này thì nó cũng đạt 1266 rồi, sau đó nó còn dướn lên được 1277 cơ. Đây, bán VGC này, những cổ phiếu mà vị thế không được quá đẹp là em xử lý hết rồi. Ngày 29 tháng 2 đã bán rồi này. 29 tháng 2 bán đất xanh, chấp nhận bán đất xanh lỗ 1% này. Đúng không ạ? CI này, mua 17.3 bán 18.6 này. Rồi có một cái phần mua gia tăng và mua gia tăng ở vùng 19.2 thì cũng đều bán luôn, đúng không? Bán hết CI. Đó, Hoa Sen cũng bán này. Đó. Hoa Sen cũng chấp nhận bán này. Cũng mua 23. Đúng không? Mua 23 thì bán 22.7, lỗ đâu đó khoảng tầm 1%. TCH bán lãi nhẹ này, mua 12.426 này, 1/2 trước bán ở 13.25 rồi. Đó, còn lại bán 13.05 này. Gách bán coi như hóa vốn này. Đó, chị nhà bán rất là nhiều. Tất cả những cổ phiếu mà vị thế không tốt thì em đều xử lý hết rồi. SHS này, mua 17.5, 17.6 này, bán 18.1 này. VND bán 23.25 này. Đúng không? 23.25 đến 23.3 này. Mã này mua ở giá vốn trung bình về 22.5. Đúng không? Được vài phần trăm. DPG này bán này, G36 bán này. Bây giờ là em chỉ còn 1/2 Hòa Phát. 1/2 Hòa Phát, 1/2 HCM, 1/2 VCI, 1/2 KBC, 1/2 DGW. Đấy là những cổ phiếu mà có trend tốt và có cái vị thế tương đối ổn thì em vẫn cầm thôi. Anh chị nhá, còn lại thì em đã xử lý hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ đợi đánh cái nhịp mới thôi. Anh chị nhìn được hôm nay thì buổi sáng ngày hôm nay vẫn nhắn cho anh chị này, đúng không? Hello cả nhà. Thị trường phiên thứ 6 có nhịp giảm khá mạnh với vốn lớn này, áp lực giảm từ nhóm ngân hàng, sau đó lan tỏa sang các nhóm ngành khác.
Thị trường hiện tại vẫn xác nhận tín hiệu phân kỳ, target nhịp chỉnh này vẫn là 1160 cộng trừ. Tuy nhiên trong nhịp chỉnh lớn sẽ có các nhịp hồi sau đó tiếp tục giảm, nên việc mua mới giai đoạn này thì cần hết sức thận trọng. Ngắn hạn thì hiện VN-Index đang có hỗ trợ 1244, 1218 và 1205. Nhịp này nếu mà VN-Index về được 1218, 1205 thì chúng ta có thể tranh thủ đánh một nhịp T cộng, đúng không ạ? 1218, 1205 nhé chị nhá. Còn vùng 1244 thì em xác định là cái biên độ nó rất ngắn, cho nên rất khó để đánh T cộng, đúng không? Thì ngày hôm nay chị đến về 1244 thì nằm im thôi, đúng không? Đánh với tỷ trọng 30-50% RV này. Đó, còn mua và nắm giữ thì cần kiên nhẫn thêm để có điểm mua đẹp và an toàn nhất, để có điểm mua đẹp và an toàn nhất nhé cả nhà. Đó, 10 giờ ngày hôm nay thì vẫn nhắn cho anh chị thị trường đang hồi phục trong phiên sáng khá tốt. Tuy nhiên đây vẫn là nhịp hồi và dự kiến nhịp hồi này sẽ về 1159, đúng không? Đó, rồi kết phiên buổi sáng này, tránh nhẹ là rằng co thì nó cũng không có cái biến động gì quá nhiều. Đó, chỉ nhắc anh chị một chút là giai đoạn này thì cần cái sự kiên nhẫn thôi, đúng không? Đó, thì cái quan điểm, cái góc nhìn và cái hệ thống giao dịch chúng ta nó đưa cho tín hiệu rồi thì chúng ta cứ tuân thủ thôi, đúng không? Hạ bớt trong xuyên suốt giai đoạn vừa rồi và chưa có nhịp mua mới anh chị nha. Với em vẫn chưa mua mới bởi vì nó chưa đạt đủ điều kiện, nhưng mà khả năng là trong phiên ngày mai hoặc phiên ngày kia rồi đấy là chúng ta sẽ có những cái tín hiệu đánh T cộng trước anh chị nha. Còn tín hiệu nắm giữ, mua và nắm giữ thì ở trong những cái em nghĩ là trong 1-2 tuần tới đấy sẽ là cái thời điểm chúng ta sẽ có những điểm mua để nắm giữ anh chị nha. Thì em nghĩ là cái cơ hội đoạn này đang là một cái cơ hội rất là lớn cho anh chị, đúng không? Đặc biệt là anh chị mà đã cơ cấu được rồi. Còn nếu anh chị mà chưa cơ cấu được thì có thể là liên hệ để em An sẽ cơ cấu gọn lại cái danh mục cho anh chị để chúng ta chuẩn bị chờ đón cái sóng mới này. Một cái con sóng em nghĩ là nó sẽ mang lại những cái mức lợi nhuận rất là lớn cho anh chị. Tầm 20% em nghĩ giai đoạn này rất là đơn, sẽ rất là đơn giản. 20% em nghĩ đoạn này rất là đơn giản. Đó, và cái sóng đoạn này sẽ là cái sóng của nhóm mid cap. Nó sẽ có những cái dư địa tăng nhiều hơn. Ngân hàng tất nhiên thì nó sẽ chưa hết sóng, nhưng mà cái đà tăng nó sẽ chứng lại một chút so với giai đoạn trước đó. Nhưng mà đặc biệt cái giai đoạn này mid cap em nghĩ là sẽ là cái thời điểm mid cap nó tăng mạnh hơn đó anh chị nha. Cho nên là cái cơ hội đang đến rất là gần rồi anh chị thấy không, em có để cái thumbnail đây, cơ hội đang đến rất gần đúng không? Đó, cơ hội đang đến rất gần. Cho nên là anh chị nào mà còn chưa biết mua bán cổ phiếu nào, chưa biết đầu tư mã nào đó, chưa biết mua nhóm ngành nào, giá bao nhiêu, thời điểm nào mua, đó, đi vốn như thế nào, thì anh chị hãy về với đội của em An thật sớm anh chị nhá. Về với đội của em An thật sớm, em cái cơ hội bây giờ nó mới đang đến gần thôi. Chúng ta sẽ còn thời gian để cơ cấu lại danh mục cho anh chị, còn thời gian để chúng ta chuẩn bị, đúng không? Để chúng ta chuẩn bị nắm bắt cái cơ hội này đấy. Cho nên anh chị mà đầu tư chưa hiệu quả, chưa có một người đồng hành phù hợp thì hãy về với đội của em An thật sớm anh chị nhá. Liên hệ với em An thật sớm, cơ hội đang mới đến gần thôi, chúng ta còn cơ hội. Cơ hội vẫn còn rất là sáng, đúng không? Cái cơ hội để mua còn rất là sáng, còn rất là nhiều. Cho nên là anh chị hãy cố gắng về đủ em An thật sớm để chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau, để chúng ta sẽ cùng nắm bắt cái cơ hội này, cùng kiếm tiền, một cái cơ hội rất lớn. Anh chị nhá, anh chị không nên bỏ lỡ cơ hội này. Đó, không nên bỏ lỡ cơ hội này. Nó sẽ là một cái cơ hội tương tự như năm 2023 mà chúng ta đã năm 2023 chúng ta đã trải qua, đã kiếm được. Đúng không? 20, 30, 40% nó rất là đơn giản, thậm chí hơn, nó rất là nhanh. Đó anh chị nhá, cho nên là hãy về với đội của em An thật sớm để chúng ta không bỏ lỡ cái cơ hội lớn này anh chị nhá. Đó, thì đấy là về phần nhận định thị trường và cái kịch bản dành cho anh chị nhá. Bản dành cho anh chị. Ok, đó. Chúng ta sẽ điểm qua một vài cổ phiếu để anh chị có thể là cân nhắc cái điểm mua T cộng nhá. Em nghĩ là hôm nay có thể sẽ chia sẻ với chị ba cổ phiếu anh chị nha, chia sẻ với anh chị ba cổ phiếu, anh chị chờ đợi cái điểm mua T cộng trước anh chị nha. Đó, thị trường thì cơ bản là như vậy thôi. Cái kế hoạch, cái chiến lược chúng ta đã lên trước với nhau từ rất là lâu rồi, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, cũng như là đã xử lý xong danh mục hết rồi, giờ thì chờ đợi thôi anh chị nha. Và anh chị nào mà chưa cơ cấu xong, chưa chuẩn bị xong thì hãy liên hệ với em An thật sớm để em cơ cấu lại cái danh mục cho anh chị để chúng ta chuẩn bị đón cái sóng mới nha. Ngày hôm nay thì ở trong khung daily anh chị nhìn thấy nó cũng đã bị mất cái vùng Kijun rồi nhá, mất vùng Kijun rồi, đúng không? Ok, thì đấy là về phần nhận định thị trường và cái kế hoạch, cái hành động dành cho anh chị. Anh chị đang bị kẹp hàng thì chúng ta làm gì, đúng không? Anh chị mà đang cầm tiền thì chúng ta đợi mua ở đâu? Đó thì em An vừa chia sẻ với anh chị rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua ba cái cổ phiếu để cho anh chị có thể là
cân nhắc mở mua trong những cái nhịp rung lắc sắp tới nhá, có thể là ngày mai kia đấy mà nó về được cái vùng 1218 như chúng ta chia sẻ đấy, thế là cái điểm mà anh chị có thể là đánh một cái nhịp T cộng trước thì nhá. Thì cổ phiếu đầu tiên ở trong nhóm bất động sản, một cổ phiếu mà tương đối khỏe anh chị nhá, cổ phiếu tương đối khỏe trong nhóm bất động sản, thì với cổ phiếu Nam Long thì anh chị có thể mua ở vùng 40 anh chị nhá, 40 39.5 đến 40, đấy là một cái vùng mà anh chị có thể mua, có thể đánh một nhịp T cộng với Nam Long anh chị nhá, có thể đánh một nhịp T cộng với Nam Long tương đối là ok. 39.5 đến 40 anh chị nhá, đấy là cái vùng mà anh chị đánh một nhịp T cộng tương đối là đẹp đó. Đây là cái cổ phiếu mà leader trong nhóm bất động sản rồi, ông này với ông KDH thì là hai ông leader trong nhóm bất động sản rồi đúng không anh chị đó. Thì hiện tại chúng ta có Nam Long nó gần điểm mua hơn anh chị nhá, thì anh chị có thể quan sát cổ phiếu Nam Long, đấy là cổ phiếu đầu tiên đúng không ạ. Cổ phiếu tiếp theo, cổ phiếu trong nhóm thép anh chị nhá, đó, VGS thì anh chị có thể mua ở vùng 23.5 anh chị, là 23.5 23.5 23.8, đấy là cái vùng anh chị có thể đánh một nhịp T cộng với VGS tương đối đẹp đó. Thép đó này anh chị chú ý đến Hòa Phát và VGS giúp em nhé, đây sẽ là hai cổ phiếu mà trạc đồ thị rất là đẹp đó, nhưng mà để đánh T cộng thì chúng ta ưu tiên cho VGS hơn, bởi vì những cái biên độ tăng của nó thì nó sẽ lớn hơn đó anh chị nhá. Đó, cái nhóm thép thì anh chị chú ý đến VGS anh chị nha. Rồi tiếp theo một cổ phiếu ở trong nhóm chứng khoán có VIX anh chị nhá, có VIX đó. VIX ở trong những phiên tới mà nó có nhịp rung lắc về vùng 18.2 đến vùng 18.5 anh nhá, 18.2 18.5, đấy là một cái vùng mà anh chị có thể đánh một nhịp T cộng tương đối là đẹp với VIX anh chị nha. Đó, ngày hôm nay thì kết ATC thì VIX nó cũng hồi lên khá là tốt đúng không đó, thì anh chị có thể canh những cái phiên rung lắc của VIX để anh chị tham gia nhé. Thì đây là ba cổ phiếu mà anh chị có thể canh để đánh một nhịp T cộng được ở trong phiên ngày mai hoặc trong một hai phiên tới, khi mà thị trường ta có những nhịp rung lắc về những vùng mà chúng ta đang chia sẻ và đang chờ đợi đó anh chị nha. Ok thì chắc là em sẽ xin phép kết thúc video ở đây. Nếu như anh chị đang cần tìm người đồng hành thì nhá, người đồng hành người đồng hành cùng anh chị đang hỗ trợ anh chị chưa được hiệu quả, chưa được phù hợp đúng không, cũng như là chưa có một chiến lược nó rõ ràng, thì anh chị có thể liên hệ và về với đủ của em anh chị nhá. Anh chị chỉ cần có một tài khoản ở VPS với ID của em là Q341 đó, thì em sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người đó. Thì em sẽ add mọi người vào những room tư vấn của cá nhân em, cũng như là room tư vấn, room hỗ trợ của anh em ITP anh chị nha. Ok thì em sẽ xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong buổi livestream tối ngày hôm nay 19 giờ 15 phút anh chị nha. Thì em sẽ livestream và hỗ trợ trực tiếp anh chị ở trên buổi livestream những cái cổ phiếu hay là những cái câu hỏi mà anh chị đang quan tâm đó anh chị nhé. Thì anh chị nếu mà yêu quý và muốn có thêm những góc nhìn của em An về các cái cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ, thì anh chị có thể thu xếp thời gian vào lúc 19 giờ 15 phút buổi tối ngày hôm nay anh chị nhé. Rồi thì em sẽ xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong các buổi livestream cũng như là trong các video tiếp theo. Anh chị đừng quên ủng hộ cho em An những cái lượt like và những cái trái tim màu tím ở dưới phần bình luận anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bye bye cả nhà.